Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi mục điểm tin văn nghệ thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị, từ ngày 17 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, tại Nhà văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Cạn tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Cạn tổ chức trưng bày phục vụ nhân dân gần 100 bức ảnh in bạt có nội dung phản ánh các thành tựu về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh trong những năm gần đây. Để đảm bảo vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa phòng chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, tất cả những người xem vào triển lãm đều được yêu cầu sát khuẩn và đeo khẩu trang theo quy định. Số lượng người xem tập trung đảm bảo dưới 50 người theo tinh thần văn bản số 5308 ngày 13 tháng 8 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 65 của Trung ương, nghị quyết số 88 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khóa 14 phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, triển khai kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc. Nội dung kế hoạch tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch cho trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người có uy tín, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, biên giới, đồng thời tiếp tục đầu tư trang thiết bị cho hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao năng lực cho người tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa thể thao cấp xã và thôn, bản, tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, khuyến khích số hóa xuất bản ấn phẩm bằng tiếng dân tộc, tập trung phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, gắn kết du lịch với gìn giữ phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, kết hợp bảo vệ môi trường sinh thái nhằm nâng cao đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, triển khai thực hiện có hiệu quả dự án bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Hiện nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đang triển khai các hoạt động thành lập câu lạc bộ hát then ở huyện Bạch Thông. Phòng chuyên môn của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã mời các nghệ nhân hát then đàn tính truyền dạy cho người yêu then ở các lứa tuổi, từ thiếu nhi đến người trưởng thành. Các lớp tập huấn hát then đàn tính cung cấp cho các thành viên câu lạc bộ những kiến thức cơ bản về nghệ thuật hát then đàn tính của dân tộc, cách đánh đàn tính và biểu diễn hát then đàn tính, đặt lời mới cho các làn điệu then cổ. Đây là hoạt động nằm trong nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 của ngành với mục tiêu thành lập 4 câu lạc bộ hát then đàn tính ở 4 huyện thành phố là Na Rì, Chợ Đồn, Bạch Thông, thành phố Bắc Cạn. Số lượng mỗi câu lạc bộ từ 20 hội viên trở lên. Trong điều kiện tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, các hoạt động du lịch hầu như đóng băng ở nhiều tỉnh thành phố. Thời gian qua, người dân ở thành phố Bắc Cạn đã có xu hướng mới là tìm về những địa điểm du lịch sinh thái ở ngay trong tỉnh để thỏa mãn đam mê khám phá, trải nghiệm của mình. Những ngày du lịch đóng cửa vì COVID-19, nhiều người dân đã chọn những địa điểm có phong cảnh đẹp ở trong tỉnh để tổ chức những chuyến đi dã ngoại, trải nghiệm thiên nhiên như ở đồi cỏ Lùng Tráng, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, đồi cỏ Sam Chiêm, thôn Khuổi Luông, xã Hiệp Lực, hồ Bản Trang, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn. Ngoài ra, các địa điểm như thác Bạc tại đèo Áng Tòng của huyện Na Rì, thác Nà Khoang, huyện Ngân Sơn, suối Bản Lù tại xã Tân Sơn, Chợ Mới cũng là những điểm khám phá được nhiều người dân yêu thích, cắm trại vào cuối tuần. Xu hướng các nhóm nhỏ lẻ tìm đến những thắng cảnh đẹp nội tỉnh để cắm trại đang lên ngôi khi các hoạt động du lịch bị hạn chế. Ai cũng có ý thức phòng chống dịch bệnh, không đi ra nơi đông người. Thưa quý vị khán giả, đối với người Tày ở Bắc Cạn, lễ đầy tháng là lễ thức đầu tiên trong chu kỳ vòng đời của con người nên được chuẩn bị rất chu đáo, công phu. Nghi lễ này cũng thể hiện sự đùm bọc, cộng đồng, trách nhiệm của hai bên gia đình trong việc chăm sóc bà mẹ và trẻ nhỏ. Sau đây mời quý vị cùng tìm hiểu về nghi lễ độc đáo này của người Tày ở xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Lễ đầy tháng trong tiếng Tày còn gọi là ma nhét, có ý nghĩa là xấu xí. Bởi trong ngày lễ quan trọng này, đứa trẻ sẽ được ông bà Pụt, tức thầy cúng, hoặc một người nào có uy tín trong gia đình đặt cho một cái tên. Thông thường người ta chọn những cái tên xấu xí để đặt cho đứa bé với quan niệm rằng tên xấu xí thì sẽ dễ nuôi, không bị các thần ghen tị, uổng trách. Bên cạnh đó, lễ ma nhét của người Tày nhằm tạ ơn các bà mụ, ông bà tổ tiên đã che chở giúp cho mẹ tròn con vuông. Thường thường là hay tổ chức cái này, đứa nào cũng phải làm một tí, mong để cho nó ăn nhiều,
khỏe ấy, thế thôi. Ừ. Thế là không, mình không phải nghĩ người là có này cái nọ này đấy, cho nên mình chỉ biết nuôi thế đấy. Lễ vật dâng cúng trong lễ đầy tháng của người Tày không thể thiếu một loại bánh là bánh cóc mò, hay còn gọi là bánh sừng bò. Theo tập quán của bà con, mỗi người đến dự lễ đầy tháng khi về đều được gia chủ gói cho 3 cái bánh sừng bò để làm quà. Vì thế người ta phải căn cứ vào số khách mời để gói cho đủ bánh, kẻo thiếu bánh làm quà thì sẽ thất lễ với họ hàng khách khứa. Trong lễ đầy tháng, nghi lễ quan trọng nhất được tiến hành là lễ cúng mụ. Theo quan niệm của người Tày, cửa mụ là nơi trú ngụ của các bà mụ, người ban con cái cho các cặp vợ chồng ở trần gian. Vì thế khi vào đến cửa mụ, thầy Pụt phải dâng lễ vật của gia đình, tiến cúng lên các bà mụ để tạ ơn các bà đã cho gia chủ con cái và xin bà mụ đặt tên cho đứa bé. Trước khi cúng mụ, thầy cúng cũng thực hiện nghi lễ giải xung, giải hạn, cầu an cho cả gia đình. Phải tiến những hệ thống mụ sinh này, rồi là báo cho tổ tông trần cha nó biết họ trần cha lại sinh ra được một đứa cháu nữa, một thằng cháu nữa, hay là thêm nhân khẩu. Mà bên mụ sinh là mà nó hôm nay là thầy là tuyên bố là nó biết là thế là nhà có bằng này nhân khẩu rồi. Ngày nay lễ đầy tháng của dân tộc Tày tỉnh Bắc Cạn đã có những thay đổi nhất định, song những phong tục tập quán của cư dân nơi đây vẫn đang hàng ngày được lưu giữ và tích tụ để tạo nên những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo riêng, khẳng định bản sắc dân tộc mình. Si lượn là làn điệu dân ca rất phổ biến và độc đáo đối với dân tộc Nùng, được thể hiện trong văn tế, hát mừng đám cưới, hát du. Mỗi làn điệu đều có cách thể hiện thế giới tâm hồn riêng, có những khả năng truyền tải riêng thông qua những lời si lượn, độ trầm bổng, luyến láy của nhạc điệu và tiết tấu riêng. Ở thôn Nà Trả, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, bà con dân tộc Nùng Giang ở đây vẫn còn lưu giữ được nhiều làn điệu dân ca, trong đó có làn điệu Nàng Ới, ngọt ngào và thu hút. Mời quý vị khán giả cùng chúng tôi tìm hiểu và thưởng thức giai điệu của làn điệu này do bà con người Nùng thể hiện. Lôi na ngà lơi nơ. Lượn Nàng Ới, tiếng Nùng còn gọi là lị thại, được thanh niên nam nữ say mê hát trong các hội xuân, đám cưới và nhà mới. Lượn Nàng Ới có lối hát theo trình tự nhất định. Mở đầu cuộc lượn có các bài hát làm quen, chào mời qua các bài lượn báo cho đối phương biết, lượn mời hát, lượn ca ngợi làng xóm. Tiếp theo đó là lượn về tình yêu, hát tình, hát yêu, hát hoa, hát về nhà cửa, hát cưới xin, hát đi chợ, hát về bầng trăng sáng như gương soi. Sau đó người ta lượn đi các tích truyện cổ. Kết thúc cuộc lượn là khúc hát dã bạn. Biết hát lâu rồi, từ mình được 15, 16 tuổi thế này, họ vào thôn, vào làng của mình thì mình đi hát, đi lượn. Xong là mình đi chỗ người ta cũng về làm cho mình thế này. Các chàng trai mở đầu bằng tiếng gọi trìu mến ngọt ngào từ trái tim, Nàng Ới. Còn chị em hát như có chút e dè hơn, tế nhị hơn, nên mở đầu là Làng Ới. Nếu lượn một đêm chưa đã, họ mời nhau lượn tiếp hôm sau. Lượn Nàng Ới dùng để hát giao duyên giữa các nam thanh nữ tú, lời ca bộc bạch, tâm sự tình cảm lắng sâu dành cho nhau, sự nhớ thương khắc khoải chờ mong người yêu đến nao lòng. Bên cạnh đó, lượn Nàng Ới còn thể hiện rõ vai trò, khả năng phản ánh, truyền tải một mảng lớn của đời sống xã hội về các lĩnh vực lao động sản xuất, mối quan hệ nhân văn giữa con người và con người với tự nhiên, coi trọng luân thường đạo lý, yêu thương quê hương, đất nước, ngợi ca Đảng, Bác Hồ và cuộc sống mới. Với giai điệu da diết trữ tình ngân nga, trải dài man mác, tiếng gọi Nàng Ới như tiếng lòng thân thương vút lên, bay bổng, làm người hát muốn hát mãi không thôi và người nghe muốn nghe mãi. Cái hát Si Giang này thì nếu mà đi lễ hội vui với nhau thì hát, xong rồi đi có đám cưới gì, có người xa ở xã khác, thôn khác về thì hát lượn với nhau. Có mong muốn cái gìn giữ cái làn điệu của dân tộc này để sau này không cho nó
mất được cái dân tộc của mình ạ. Lượn nàng ới là làn điệu dân ca danh tiếng, là món ăn tinh thần vô giá của người Nùng và trong cộng đồng. Làn điệu này còn được các nhạc sĩ sáng tác âm nhạc, sưu tầm, nghiên cứu, nâng cao thành những ca khúc rất hay. Lượn nàng ới thực sự trở thành vốn quý của các dân tộc, có ý nghĩa bồi dưỡng thêm giá trị tinh thần, góp phần làm lành mạnh hóa đời sống xã hội. Thể loại dân ca này rất cần được bảo tồn và phát huy. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.